nó quay được. Con khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành điều này bởi ơn Chúa. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con có chị Maria Nguyễn Thị Huệ đến phòng khám yêu thương và cho khách để xin Chúa chữa lành cho chị. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho người chị em này và cho chị mau bình phục để chị trở về quê hương để chị tiếp tục cùng thờ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, với nhân Cha và Con và Thánh Thần. Cho cha mượn cái điện thoại để đưa cho bệnh. Không, chúng một thôi. Chín một năm. Chín một năm. Đó là số điện thoại của cha. Do bởi là khi cha nhận cái giấy này, cha không thấy có chỗ nào là cha sứ gửi chị đi trị bệnh. Vậy thì nếu cha dịnh vào giấy này, cha chữa bệnh cho chị, lỡ có bệnh gì cha sứ đổ thừa và trả lời không trâu. Nhưng mà thực sự khi chị đi xin cha sứ cái giấy này, thì cha sứ có xác nhận với chị rằng là chị đi chữa bệnh trong này không? Có. Cha sứ có biết điều này? Có biết, biết con đi chữa bệnh. Biết sao không biết gì? Cha này có giấy chứng nhận, cha đưa cho con giấy chứng nhận. Cha xác nhận lại là cha sứ có biết chị đi chữa bệnh không? Chứ có. chị là con cái của Chúa mà lỡ mà trị bệnh có bị gì nguy hiểm như nó. Không gọi con lên con xin là con nói là con có bệnh thì con vào trong cha tưởng con đi chữa bệnh. Là con cũng nói là con vào trong cha Long trước rồi xong thì con mới vào trong cha tường. Là ở cha Long là 9 ngày còn xong rồi con mới vào cha tường. Điều đó là điều lành chứ. Cha cũng ủng hộ điều đó dữ lắm. Nhưng mà có cái là tại vì những người ở đây lên cha Long xa quá. Rồi người ta không có điều kiện giống như chị ngoài Bắc. Chị vô tới thành phố ghé cha Long trước rồi xuống đây hay đó. Ở trở người ta cũng đang muốn xuống đây nhiều lắm. Ở trở người ta đi theo cha Long đâu? Đông lắm rồi. Đông. Rồi chị cầu nguyện được mấy ngày ngoài? Con ở ngoài đó được 9 ngày ạ. Vậy hả? Đó. Rồi tình hình cha Long cũng vui vẻ không? Cha Long cũng vậy mà cha Long, chỗ cha Long ở đông. Làm sao chị biết ở đây mà chị đi trị bệnh này? Dạ, cha là... con xem trên mạng. Vậy hả? Chồng con xem trên mạng rồi chồng con đưa con vào. Xem ở trên mạng mới đưa vào đây. Với ở con là mới có anh Mạnh chị bệnh ung thư mà bệnh viện trả về. Anh Mạnh là hiện nay là anh đang ở đây. Có quen nhà của cháu. Có anh nhà là của cháu. Người nhà của thằng cháu. À. Cháu mà cháu lấy vợ chỗ nhà con luôn. Mà anh Mạnh biết là con luôn. Vâng. Con nói chung là chưa gặp anh ấy mà chưa cái thằng anh. Cháu lại là nó là cháu anh là lấy biết là nhà anh Mạnh mà nó lấy cháu gái. Cháu gái cháu ruột. Như vậy thì trong cha Long người ta cũng đi cầu nguyện nhiều lắm. Nhưng mà thấy người ta khả quan hơn, để cầu nguyện người ta thấy đỡ hơn. Riêng anh thì sao? Dạ con thì hôm con vào trong cha Long thì thấy tự tay nó sưng lên, rồi suốt từ hôm nay nó cứ sưng lên. Nhưng mà trước khi vào nó có sưng? Dạ không ạ. Mà cuối cùng rồi thôi thì cũng phải uống thuốc. Cho dù cầu nguyện thì cầu, nhưng mà cũng phải uống thuốc đúng không? Cầu nguyện nhưng mà con vẫn vào trong chỗ cha để con chị bệnh để uống thuốc. Nói chung là chị vô đây là cha sợ biết ha. Vâng. Cha sợ lớn tuổi chưa? Dạ cha tầm tuổi như con. Dạ. Mới được xe kinh khám. Alo. Alo. Dạ con xin chào cha. Con xin lỗi phải không? Cha có phải là cha sở giáo xứ chính tòa ở giáo phận Thanh Hóa không cha? Dạ vâng ạ. Dạ con là cha Tường ở trong miền Nam đó cha. Dạ dạ. Con có gặp được chị Maria Nguyễn Thị Huệ. Dạ cha đã gửi vô trong con chữa bệnh nè. Cha. Dạ. Vâng, còn cái chuyện khám bệnh thì cha sẵn sàng cho chị ở lại đó khám bệnh ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi sau đó chị hết bệnh rồi con sẽ gửi cha một cái thư hồi báo để cha biết được là chị có khám bệnh trong này. Để giống như là đi có cha gửi đi thì phải có cha đưa về chứ nếu không thì con cái nó đi lạc đường mình sợ đó cha. Dạ,
ý con sợ là cha gửi vô trong con mà con không gửi ngược trở về cha thì sợ cha rầy con á, cha hiểu không? Dạ vâng ạ. Cho nên con mới xác nhận với cha là có chị Huệ ở trong này nha cha. Dạ. Vậy là cha xác nhận là cho chị chữa bệnh trong này ha. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Rồi sau đó con trị bệnh xong cho chị rồi con sẽ gửi lại cho cha một cái thư hồi báo nha. Vậy dạ, vậy cha gặp chị Huệ nói vài câu để cho xác nhận rõ ràng, có chị Huệ đây. Dạ con chào cha. Con chào chị. Vâng, con vào hôm 22 mà hôm nay con vào trong chỗ cha Long, bây giờ con mới vào chỗ cha Tường. Vâng ạ, con cảm ơn cha. Vâng, con chào cha. Rồi như vậy là cha xứ của chị là coi như cha xứ của chị là không có biết chị đi vô trong này trị bệnh hay gì. Dạ, cái hôm con lên là con bảo là con vào con đi chữa bệnh, con lên đây xin giấy chứng nhận của cha xứ. À rồi được rồi ha. À. Ok. Rồi bây giờ mình giải quyết tiếp. Bây giờ tại sao anh đi mà anh không đem hồ sơ của anh vô? Dạ con bị gút thì cách đây khoảng chục năm rồi, chứ không phải là mà thi thoảng là nó cứ sưng rồi không thể gì. Cứ buốt. Ừ. Đứng lên cho cha coi. Tay nào nữa? Cả bốn là hai tay với hai chân. Dở dài lên, dở dài. Thi thoảng là hắn sưng ở ở khớp chân này cha này. Ừ. Sưng tấy to mà nó đỏ. Dở lên chân lên. Đau lắm. Vâng. Ừ. Ừ. Còn chị sao? Như cha là con đầu gối. Đầu gối sưng không? Không sưng nhưng mà có gai. À, rồi thôi được rồi. Rồi đây để cha nói chuyện cho nghe. Bây giờ hai cái chứng bệnh này là hai chứng bệnh cần phải chữa trị gấp. Vì hai chứng bệnh này nếu không chữa trị thì coi như ông này nặng nề lắm. Là do bởi cái huyết tổng nó đã xì ra ngoài. Nó đã xì ra ngoài. Nhưng mà bây giờ cha muốn nói tiếp tục cái lý do tại sao mà con bị bệnh. Con biết lý do sao con bị bệnh. Hai cái đầu gối con thứ nhất, mỏi như vậy. Mà tại sao nó nhất? À, con chỉ khám bệnh là người ta bảo là con trong xương ở trong khớp của con có gai. Ừ. Mà ở Hà Nội người ta con đi nhiều bệnh viện lắm nhưng mà người ta cũng bảo là chỉ có uống nước giảm đau thôi chứ còn chữa không khỏi. Con đi cả bệnh viện khác bệnh viện Hà Nội mà không. Ừ. Chữa người ta bảo là thay khớp gối nhưng mà họ bảo là thay khớp gối nhưng mà lại 50-50 là chữa được thì ngồi thì như bình thường mà không chữa được thì ngồi xe lăn. Con sợ quá mà không dám chữa. Bây giờ cha hỏi là tại sao mà anh biết lý do vậy anh bị gút không? Con thì chẳng biết nhưng mà con lên con khám ngày trước thì ở 360 Lê Hoàn người ta nói con bị gút. Ừ. Sau thời gian thì nó lại chỉnh khỏi, sau con về thành phố con khám lại thì người ta bảo con là viêm đa khớp. Đến lúc con ra bệnh viện Z111 của quân đội khám thì người ta bảo không phải gút, đây là ghép mà con vẫn cứ đau. Đến lúc con ra bệnh viện Bạch Mai con khám thì cái bác sĩ Lan nói là con bị viêm gút cấp. Viêm gút cấp. Và vậy thì anh từ trước khi anh vô đây anh có chị trị đâu nữa không? Không, còn cứ uống thuốc, cái thuốc còn đang để lại, còn cứ uống cái loại thuốc này kìa. Mà đợt này con uống, như trước con uống thì... Con cứ uống cái loại này. Thuốc này là uống, anh uống thuốc này là hại bao tử dữ lắm. Dạ vâng. Uống thuốc này nguy hiểm dữ lắm. Ừ. Giảm đau chứ có gì đâu. Và lại ai cũng như con lại còn muốn cả cái thuốc giảm đau. Giảm đau. Không được. Bây giờ cha nói cho hai vợ chồng biết
hai ông bà biết lý do sao mình bệnh. Mình phải biết cái nguyên nhân mình dẫn đến mình bệnh, phải không nè? Rồi từ cái mình biết mình bệnh đó, bây giờ mình phải trị cái bệnh đó bằng thuốc gì, ở đâu. Đó. Tại sao ta bị gút? Tại sao ta bị nhức? Là do bởi cha nói theo khoa học nha, là do bởi cái con người của ta không được phép dung nạp động vật. Dung nạp là sao? Dung nạp có nghĩa là mình ăn vào ha. Con người của ta, cơ thể con người của ta khoa học không cho phép ta ăn thịt động vật. Nhưng do bởi ta ăn nhiều thịt động vật quá, rồi nó động lại tất cả những cái chất đạm, rồi máu của ta bây giờ nó đã trở thành là nó một cái loại máu dơ, là tạm gọi là giải thích như vậy. Thì dẫn đến cái mà ta bệnh ta không hay, lâu ngày ta bị thấm sâu dần, ta bị lún vô và biết gì vậy. Điểm đầu tiên là do khoa học chứng minh rằng là ta ăn sai cái thức ăn mà cơ thể ta không được ăn, mà vì ta ăn nó cho nên bây giờ buộc ta phải bệnh, là cơ thể ta không được khác ăn, mà ta ăn nó là nó dư chất này kia nọ nó bệnh. Nói theo lời của Chúa thì Chúa không cho phép ta ăn bệnh được, nhưng vì ta ăn nó cho nên cái chất độc trong người của ta không ra được. Ví dụ như bây giờ bị gút mà ăn thịt chó thì nó nhức không? Nói chung là ăn ít thì không cần gì, mà cứ ăn còn có quá rồi cái thì nhức. Mà nó nhức 3-4 bữa nữa hết, chứ nó không hết liền được. Nó nhức 3-4 bữa sau nó mới tiêu hóa hết cái chất của con chó đó. Nó hết tiêu hóa hết cái chất đạm động vật đó rồi nó mới bớt nhức. Nhưng không phải nó bớt nhức là nó hết, nó nằm đó nó chờ mình nạp những chất khác vô đủ lại nhức tiếp, có phải vậy không? Mà cũng không thuốc nào làm cho mình được, kể cả hai cái đầu gối của chị cũng vậy. Bây giờ nếu chị càng ăn động vật chừng nào là nó càng nhức đến mức độ chị không có thuốc chị, và mang cái bệnh này là chết xuống lỗ luôn, không thuốc chị. Bác sĩ có nói điều đó? Dạ có. Chết đi xuống lỗ cho luôn. Vậy điều đầu tiên mà anh với chị biết mình bị bệnh là do bởi mình ăn sai thức ăn. Ăn sai cái thức ăn cho nên mình mới ra cái bệnh này. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, khi mà tụi con đến cha khám bệnh thì tụi con phải theo cái phác đồ của cha là để trị bệnh. Phác đồ của cha là phác đồ trị bệnh, chứ không phải là phác đồ để cho tụi con hưởng thụ. Nếu tụi con theo được cái phác đồ của cha thì cha sẽ trị bệnh cho tụi con. Nhức đầu gối sẽ hết, gút sẽ hết, cha bảo đảm cho trị sẽ hết. Nhưng thời gian bao lâu thì cha chưa nói được, bị chưa trị bữa nào sao nói được, phải vậy nè. Bây giờ con đi bác sĩ, bệnh này là bệnh của hai vợ chồng con, giờ đi bác sĩ trị một đời cũng không hết, hết tiền cũng không hết bệnh. Tại sao vậy? Tại vì thuốc thì con uống vô, động vật con cứ ăn vô, con cứ dồn vô con thì bệnh không hết mà đâm ra bệnh khác nữa, phải nè. Bệnh không hết đâm ra bệnh khác nữa, cuối cùng thì mình còn niềm tin của mình là mình đến mình cầu xin Chúa, cầu xin trời, cầu xin Phật, cầu xin cha này xin cha kia, chỉ có hết đâu. Nếu hết là đã hết rồi, phải nè. Vậy tại sao con cầu nguyện không hết? Là bởi vì cái lời cầu nguyện của con không ăn khớp với việc làm của con. Đó nè, thí dụ như bây giờ cha nói cho con nghe là con từ ngoài Bắc con vô gặp cha để chữa bệnh thì ít nhất con phải xin giấy của cha tấn sứ giới thiệu. Nhưng mà đọc lên cái thư giới thiệu của cha tấn sứ thì thơ này không phải là thơ giới thiệu để chữa bệnh, mà thư này là thư xác nhận là ở ngoài giáo xứ của tôi có một người giáo dân tên tuổi như thế này. Vậy không phải là thư này thư giới thiệu để chữa bệnh. Vậy thì bây giờ cha, con vô đây cha chữa bệnh cho con, mai mốt cha sứ điện cho cha, hoặc là cha sứ làm khó cha đâu có quyền trả lời. Cha sứ nói tôi đâu có giới thiệu đi chữa bệnh, tôi giới thiệu là trong sứ đạo tôi có một người giáo dân tên tuổi như vậy thôi. Thế nè, chính vì lẽ đó mà cha phải điện thoại trực tiếp với cha sứ con,
để xác nhận một lần là cha xứ con có nhờ cha chữa bệnh cho con. Mà cái xác nhận đó thì tụi con có nghe đâu đó. Vậy thì sau này cha xứ làm khó cha thì không làm khó không được. Đó nè. Vậy để cho tụi con thấy được một điều gì? Tụi con đi đâu có kẻ đưa người đó. Chứ không phải là tụi con đi vô cớ, đi tùm lum tùm la rồi đâu có ai biết mình là ai. Phải không nè? Bây giờ cha biết rằng con vô đây là có cha xứ chánh tội giới thiệu nè. Nhưng mà do bởi cha xứ giới thiệu không rõ, là bởi cha xứ không biết ở trong này giới thiệu như thế nào. Do vậy mà cha phải điện thoại xác minh lại một lần nữa thì cha mới yên tâm trị bệnh cho con. Đúng không nè? Cũng như hồi nãy cha nói lại, khi con ăn động vật vào, con uống thuốc vào cơ thể con và nó không biết đường thông quỷ, nó không biết đường làm sao, cuối cùng thuốc cũng động lại, động vật cũng động lại, nó phá hết tất cả cơ thể, nó làm cho tụi con mãi mãi không bao giờ hết được. Bởi vì bây giờ cơ thể con giờ nó mất phương hướng rồi, bây giờ thuốc vô nó không trị được bệnh, thuốc không thấy bệnh, bệnh không thấy thuốc, đó nè. Rồi con cứ tối ngày cũng cứ ăn vô, nhưng nói theo khoa học, cơ thể con người không được ăn động vật. Nói theo lời Chúa, con người không được ăn động vật. Mà con ăn vào con mới bệnh. Rõ ràng con có công nhận không? Con có công nhận là khi con ăn thịt chó ít thì không nhất mà ăn nhiều nhất, đúng không? Vậy có phải cơ thể con không được ăn nó không? Nếu con được ăn thì tại sao con ăn vô nhất? Con chưa ăn cua, ghẹ, tép tôm. Nếu con càng ăn vô, càng nhất nhất. Gì nó quá gì? Vậy rõ ràng cơ thể con không được ăn nó. Mà khi con ăn nó vào nó sẽ phá cơ thể. Ngược lại nếu con ăn rau củ quả thì có nhất không? Chưa ăn bao giờ đâu biết. Từ xưa đến giờ con chưa ăn bao giờ cũng đâu biết nó nhất hay không. Phải không nè? Vậy hôm nay con đến cha con khám bệnh thì điều đầu tiên là cha nhận con là bởi vì cha vừa mới nói chuyện với cha xứ. Đúng lý ra là cha sẽ không nhận con vì con không có hồ sơ bị nuốt. Nhưng nhìn vào là biết bị nuốt cộng với cái lời mà con đã trình báo là con bị nuốt 10 năm. Đúng không nè? Bệnh viện Bạch Mai đến Hà Nội. Hơn nữa bên cạnh đó là cha xứ đã xác nhận tụi con là có bệnh. Thì cha sẽ sẵn sàng điều trị cho hai vợ chồng cùng một lúc. Một người bị viêm khớp, gọi là viêm đa khớp. Một người gọi là bị nuốt. Nặng nặng đó, nuốt này bớt nặng nặng. Vậy thì coi như về phía hồ sơ bên ngoài con đã thành công nha. Con vừa có giấy chứng minh nhân dân, con vừa có giấy giới thiệu và con vừa có hồ sơ bệnh án, đúng không nè? Thì coi như là hồ sơ bên ngoài của con là cha đã chứng thực cho con là con có rồi. Một chuyện ha. Chuyện thứ hai, khi con đến phòng khám này là cha cấp cho con một cái thẻ bài này. Đây là cái thẻ bài của chính quyền địa phương này cấp cho con. Con được vô ra trong này con khám bệnh mà không có ai có quyền làm khó con cả, ngoại trừ cái ban viện chẩn này làm khó con. Hiện bây giờ cho đến ngày con hết bệnh không có ai làm khó con cứ đi khám bệnh, con cứ vô ra đây. Còn ngoại trừ cái ban này nó không khám cho con là con chịu thua, vì cha đã cấp cho con thẻ bài này rồi. Nghe con yên tâm chưa? Vậy là về phía hồ sơ bệnh án là con đã xong nha. Đó là hồ sơ bên ngoài. Bây giờ tới về phía hồ sơ bên trong. Trước khi làm cái hồ sơ bên trong này, cha nói cho con hiểu rõ. Tụi con đã hiểu được cái lý do con bệnh rồi đúng không? Lý do con bệnh là do con ăn sai thức ăn, là ăn động vật. Mà động vật nó không phải thức ăn của mình, mà tụi con ăn nó như vậy lâu ngày nó tồn tại, nó tích lũy, nó làm cho tụi con đủ thứ bệnh đó. Những người kia ăn sao không bệnh? Chưa con, chưa tới giờ con. Đúng như là chưa tới giờ, chứ rồi tới giờ cũng sẽ bệnh. Nhưng khi mình là người công giáo, khi mình ăn sai thức ăn rồi, mình bệnh như thế, bắt đầu mình chạy hết cha này tới cha kia, hết nhà thờ này tới nhà thờ nọ, mình cầu kinh nguyện ngắm, mình vuốt Chúa, mình rờ Chúa đó, có hết đâu. Cái chuyện con cầu là con cầu, nhưng cái chuyện con đi sai đường là sai đường, chứ con không thể cầu cho con đi đúng không nè. Cái chuyện con cầu xin Chúa chữa bệnh nhưng mà cái miệng con cứ ăn hoài sao hết được, phải không nè? Con cứ nạp thức ăn sai hoài sao con hết được. Vậy khi con vô trong này hai cái chứng bệnh này thì
thì như cha đã nói trên điện thoại cho con nghe, điều đầu tiên là con phải ăn trái trắng để chữa bệnh. Tụi con ăn nổi không? Có ạ. Chắc không? Chắc. Nếu cha nói trước nghe, vì cha chữa bệnh cho con, cha muốn con hết bệnh, do vậy mà cha buộc con phải đi theo cái phác đồ này để con hết bệnh. Nhưng khi con đã hết bệnh rồi, con muốn ăn gì cha không bàn cãi cho mày. Con đi bác sĩ người ta cũng nói con vậy gì, con phải ráng kiêng ăn để con hết bệnh, con về ăn gì ăn ta đâu nói. Nhưng có một điều này nè con, cha xứ của tụi con đã thương tụi con rất là nhiều, đúng vậy không? Ngài đã tận tâm tận lực với tụi con như là một vị mục tử tốt lành, đem con chiên mình đến đồng cỏ xanh, đến suối mát. Hồi nãy cha xứ nói là cầu xin Chúa cho anh chị gặp thầy, gặp thuốc. Hồi nãy ông có nói mà, có phải ông thương không? Như vậy thì ổng đã tận tâm tận lực đưa hai vợ chồng vô trong ngày khám bệnh, thì bây giờ hai vợ chồng phải không nghe lời cha hay ban viện chẩn này hay phòng khám này thì ít nhất cũng phải nghe lời cha xứ. Nếu ông không ký cho mình làm gì ổng nè, phải nè. Mà nếu mà không ký cha đâu chữa bệnh, vậy thì cái điều đầu tiên tụi con phải nghe lời cha xứ con mà thực thi đúng cái việc làm ở trong phòng khám này để con được hết bệnh. Đó là cái mong mẫu của một người cha, một người mục tử, một cha sở là họ đạo mong cho con được. Vậy con thấy có đáng nghe lời cha của con? Vậy con đáng nghe lời cha của con thì nghe qua cha con thì con phải nghe lời cái ban diện cảnh này, con mới hết bệnh được. Ở đây ban này muốn cho con hết bệnh, chứ không phải là cái ban này muốn cho an toàn cái đó. Nhưng cha nói tiếp cho con nghe, một cái người bệnh mà ăn cháo trắng là tỷ lệ thuận với cơ thể, còn một người khỏe mạnh như cha mà ăn cháo trắng là tỷ lệ nghịch với cơ thể. Cha nói tỷ lệ nghịch chỗ nào? Thí dụ như bây giờ cha là người khỏe mạnh, cha đang cuốc đất ngăn gánh gồng được, mà cha ăn cháo trắng vào, cha gánh đất nổi không? Vì cơ thể cha đang khỏe mà cha ăn cháo trắng vào là cha không gánh đất nổi. Vậy có phải cơ thể cha đang khỏe mà cha ăn cháo trắng là tỷ lệ nghịch không? Còn ngược lại, một con người đang đau bệnh, nhức nhối, rên la, xiết, khóc xiết, vậy thì nếu mà cho ăn ngon vô chừng nào thì cái cơ thể đó không tiêu hóa được, không giải quyết được các thức ăn trong bụng, làm cho người đó bệnh thêm, không bao giờ cả. Vậy một người bệnh ăn cháo trắng là tỷ lệ thuận với cơ thể, một người khỏe mạnh ăn cháo trắng là tỷ lệ nghịch với cơ thể. Vậy hôm nay cha cho tụi con ăn cháo trắng là đó là tỷ lệ thuận với cơ thể để mau được cả. Đó là những lời khuyên chân thành của cha, vì cha sợ con đã vừa giới thiệu mà vừa nói chuyện điện thoại với cha khuyên rất là chân thành. Vậy cha xác nhận lại một lần nữa, tụi con có ăn cháo trắng được không đi chị Bình? Dạ có. Con được. Như thế này là con thì nói đúng là con vào đây thì chủ yếu là con đưa vợ con vào để trị bệnh. Chứ còn con thì nói đúng là con phải về nhà, bởi vì con là còn hai cái cháu là mùng 10 đây, các cháu là phải đi học rồi. Lúc sáng nay đang đi trên đường cô giáo ở kia. Vậy thì bây giờ con không chữa đúng không? Vợ con chữa đúng không? Rồi vậy cha bàn với vợ con không? Nha. Rồi. Vậy là con không chữa không? Trước sau thì con cũng sẽ vào chứ con không nói. Ngay bây giờ chưa làm hồ sơ cho con nha. Ngay bây giờ làm hồ sơ cho vợ con thôi. Vậy cha hỏi con nè, con có chấp nhận ăn cháo trắng theo cái thác đồ ở đây để trị bệnh không? Dạ có. Nhưng khi con đã chấp nhận ăn rồi mà con ăn ngược lại, con ăn lén gì trong quá trình điều trị, cha biết cha đủ à? Mít lòng trước nặng lòng sau nha. Vì cha muốn cho con hết bệnh chứ không phải là cha muốn cho con ăn hết. Không phải một mình con ăn đâu mà bên nhà trọ ở đây bên kia anh bán. Giống như một mình con ăn. Giống như có cái anh gì đó bà con đó. Ảnh cũng đang ăn bên đó tháng mấy rồi. Thế nè, ảnh cũng đã vượt qua cái chết, chuẩn bị là đến liên quan rồi. Mà anh cũng bị bệnh viện trả về đó. Bệnh viện trả về do bởi cái bệnh rồi là cái bệnh ung thư gan. Ung thư gan giai đoạn cuối, cha sở sức giàu rồi mới đưa vô đây. Mà hôm nay ảnh chạy xe Honda bình thường rồi. À, vậy thì anh Mạnh cũng là người ăn cháo trắng.
Vậy cái bệnh con phải ăn cá chắc chắn. Còn nếu con ăn cá chắc chắn. Quay đi mẹ con. Vậy con chịu rồi phải không? Rồi, chịu rồi cho nó tiếp. Bây giờ khi con đến đây con sẽ làm hai cái đơn. Cái đơn thứ nhất là đơn xin khám chữa bệnh. Ở trong cái đơn xin khám chữa bệnh này cho đọc cho con nghe nha. Hai vợ chồng nghe con kỹ nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Đơn xin khám chữa bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là tên của con. Sinh năm ngày tháng, cư ngụ tại đâu? Chứng minh nhân dân, số mấy, ngày cấp, nơi cấp, chức vụ, nghề nghiệp, tôn giáo, số điện thoại liên lạc. Con điền hết những thứ đó vô. Bây giờ nội dung cái thư nè, nghe kỹ nội dung nha. Hôm nay tôi làm đơn này kính xin điểm hội chữ thập đỏ lại đây. Yêu thương cho không? Cho tôi được khám chữa bệnh tại phòng khám Đông y Việt y đạo. Lý do tôi đang mang căn bệnh hiểm nghèo. Ghi căn bệnh không vô. Là căn bệnh hiểm nghèo, tôi không còn tiền chạy chữa. Nên tôi làm đơn này đến xin điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không? Cho tôi được khám chữa bệnh. Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám Đông y Việt y đạo, tôi chân thành biết ơn. Ủa, như vậy con đi khám bệnh mà con viết cái đơn này chi? Cho giải thích. Vì nếu con không viết cái đơn này, đến một ngày con khỏe mạnh, ở đây đòi tiền con lấy tiền trả nổi. Cho nên con viết cái đơn này là xin khám chữa bệnh, con nói nội dung nè. Lý do tôi không còn tiền trả chữa, nên tôi làm đơn này đến xin điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không, cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí. Con làm đơn là vì con không còn tiền trả chữa nữa, không tiền khám bệnh nữa. Do vậy mà khi con ký tên vô đây rồi, là khi con hết bệnh không ai có quyền đòi tiền con. Con thấy này có lợi cho con hay cho cha? Lợi cho con. Và cái này cũng có lợi cho cha và cho tất cả mọi người khám ở đây. Khi con ký vào cái đơn này để nói với con rằng cha không có rủ con đến đây khám bệnh, mà chính cha sở con đã giới thiệu con vô đây. Có phải vậy không? Vậy cha đâu có con ngoài Bắc mà cha trong Nam, sao cha biết con đâu mà đủ? Nhưng chính cha sở con đã nắm tay con dẫn vô đây. Đây là một tử tốt bạn của con, dẫn con chiên tới đồng cỏ xanh, tới nước suối trong lòng. Con thấy đáng thương cha sở mình vô cùng. Trong quá trình con trị bệnh, con phải cầu nguyện cho cha sở, cầu nguyện cho họ đạo con. Nghe. Vậy thì con ký vào đây, điều đầu tiên con có cái lợi là con chữa hết bệnh, không ai có quyền đòi tiền đâu. Vì ở đây là yêu thương cho không, nhưng phải có ký tên. Ký là tôi xin khám miễn phí, không được là đòi tiền tôi. Điểm thứ hai, ký để nói với cha rằng là cha không rủ con vô khám bệnh, mà chính cha sở đây chuyển con vô đây. Thì con có đồng ý không? Con có đồng ý cho giờ con không ký không? Rồi, đồng ý ký tên. Ký tên như này. Rồi, đây là một cái đơn con xin khám chữa bệnh nha. Bây giờ con còn một cái đơn nữa. Đây là cái giấy cam kết khám bệnh. Bất kỳ một bệnh nhân nào khi tới bệnh viện mà muốn chữa bệnh phải có giấy cam kết. Tại vì cái giấy cam kết này để nói rằng là ba chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất là cái ban của phòng khám á, tức là các lương y sĩ, bác sĩ á, là phải ký một cái quyết định là trung thành chữa bệnh cho con, không bỏ chạy. Cái ý thứ hai mà ký giấy cam kết này để nói với con rằng con phải trung thành nghe theo lời của ban viện chẩn này. Mà con làm sai lời là người ta chữa không hết, người ta chối từ con đi, ta đuổi con ra khỏi phòng khám. Đó là hai cái ký. Cái ký thứ ba là để nói với con rằng thời buổi này người ta chết bất đắc kỳ tử là bình thường. Vậy thì bây giờ cha đang trị khớp gối cho con, đâu có gì lớn lao đâu. Lỡ con ngủ đêm tới sáng con trúng gió trúng dông gì con chết ở đây, con thưa ai thường nổi. Phải vậy không?
Cha làm vậy đúng hay sai? Dạ vâng. Đúng không nè? Hai vợ chồng thấy đồng ý không? Vâng. Đồng ý thì ký tên vô cha mới dám chữa. Vâng. Còn nếu không cha hoàn toàn không dám chữa. Cha nói ba cái ý. Ký này nó có ba cái ý. Ý thứ nhất là để nói với cái ban hiện chẩn này, họ tuyệt đối không được chạy cái bệnh này. Khó cỡ nào họ cũng phải nghiên cứu trị cho con được. Cái ý thứ hai là để nói với con rằng con không được sai lời với những người này. Ta dặn con ăn cái đó mà con ăn cái này là ta chữa hết. Hết là người ta phát hiện ra con bệnh, ta đuổi con, ta không có lỗi với con. Hơn nè. Cái điểm thứ ba là khi con ký vào đây lỡ ngủ nửa đêm con cũng gió thích queo rồi thì ở đây ta ở tù ta. Thấy không? Vậy con muốn cha chữa bệnh, hai vợ chồng phải ký vô đây và người thân phải làm chứng. Ha, đồng ý không? Câu cuối cùng cha hỏi có đồng ý không? Chết không được thôi kiện. Rồi, ký vô. Cha đọc cái này chưa? Để cha đọc cho nghe, để thôi cha không đọc cho nghe. Con xin xem trên mạng rồi ạ. Ờ vậy đọc vô, con xem trên mạng rồi, đọc vô. Về con biết hết trơn rồi. Chồng ký làm chứng. Vui lắm. Anh qua đây ký làm chứng luôn, qua đây. Khỏi như chị. Con thì lại là em của ký làm chứng. Ký làm chứng. Chị dưới. Ký dưới. Cái hôm con đến chỗ cha Long thì có cái anh ở Đồng Nai, anh ấy mở chỗ phòng trọ của bệnh chỗ cha thì bệnh ung thư có mấy cô là già. Mà hôm đấy cô vô tình thì con cũng giới thiệu cái ông ở Đồng Nai, không biết là ông có vào hay không thì con không biết. Khó vào lắm, phải có giấy giới thiệu mới được đó. Là con cũng nói là phải về xin những cái giấy tờ này nọ thì... Đây là y sĩ ký để chịu trách nhiệm chữa bệnh. Không có chạy chối được, tất cả phải lên một xuồng. Nha. Đây là thầy Lương Y ký vô. Đủ ban bệ, để ông Thọ ở tù cả đám. Thế ở tù hết. Cho nó vui. Quản nhiệm ký vô. Thế ở tù cả đám. Chứ không có chuyện mà đứa ở đứa không. Con thấy chữa bệnh dễ không? Con thấy chữa cho con mình con mà ký gắn đám vậy đó. Khó lắm nha con. Cha sợ con giới thiệu rồi mà bậy bạ là kỳ lắm không? Nha. Mình là người lớn mà không nít nữa. Nói vậy đó con, cha nói hết bằng cái lòng vậy. Để chửi cho con chứ có lấy xu các bạc nào đâu con ơi. Kể cả cha cũng ký vô. Cha là người đầu tàu thì cha phải ký. Để lỡ có bị gì cha phải chịu, cha người chịu chính. Cha là người chịu trách nhiệm chính để ký tên vào đây để nói với con rằng là trong cái ban này có mọi người nha. Đó rồi, rõ ràng là cha không phải là cha là người né nha. Vậy cái bộ hồ sơ của con ở đây là đã kết thúc, nhưng có một chuyện cha nhắc con rằng ngày mai này con hết bệnh rồi, con đi vô cửa trước là con phải ra cửa trước, đúng không? Hôm nay con đi vô cửa trước là gì? Là con được cha con nắm tay con tới đây. Thì ngày mai này con hết bệnh, cha sẽ nắm tay con cha đưa về tới Thanh Hóa. Là cha gửi ra một cái lá thơ hồi báo cho cha sở. Nãy cha có nói cha sở. Vậy thì cha mong rằng con phải ráng điều trị cho hết bệnh hả về. Nha. Thời gian thì mình chưa nói được bao nhiêu. Nhưng đây là những người lớn đã bảo lãnh với con. Cha sợ con nắm tay con đưa vô đây bằng lá thơ. Thì mai mốt cha cũng sẽ nắm tay con đưa về Thanh Hóa bằng lá thơ. Ha, để báo với cha sợ con rằng là con đã hết bệnh như vậy. Rồi cha sợ con có trách nhiệm nhắc nhở con thêm cái phần sống khúc sau. Trong thời gian con ở nhà trọ thì con hãy làm những chuyện sau đây. Thứ nhất là con phải cố gắng nghe theo lời của ban diễn chẩn này để ăn uống cho đúng để trị bệnh cho nhanh. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, con phải cố gắng là sống hòa nhập với cái ban bệnh ở bên đó. Gần 20 người bên đó. Kể cả người nuôi nữa là 30-40 người. Giờ như một cái giải phố bên đó vậy. Thì mình ráng hòa đồng với mọi người đó để mình sống vui.
Rồi khi con hòa đồng với họ rồi, điểm thứ ba là thí dụ khi con cần cái gì họ có thể giúp con, hoặc là khi họ cần cái gì con có thể giúp cho họ được. Thí dụ như họ yếu quá con quét nhà, thí dụ như giờ họ nghèo quá con cũng có thể là giúp cho họ ký gạo để con nấu cháo. Bởi vì bệnh nhân này không ăn cơm, ăn cháo không mà con ký ăn ký gạo nấu nè, cha ví dụ vậy thôi. Rồi cũng chưa chắc là con giúp cho những người đó hay là những người đó giúp lại con, nhưng mình không cần người ta giúp mình. Điều quan trọng là Chúa dạy mình là anh em hãy yêu thương, yêu thương nhau, thì mình chỉ cần biết cái chuyện đó mà mình đến chỗ đó là mình cần giúp là mình giúp thôi, chứ mình không nhất thiết người ta giúp đỡ mình. Nhưng tình yêu là sẽ đáp trả tình yêu. Thí dụ như bây giờ cái chuông mà con quấn quanh đây cái ben thì nó làm sao, nó trả lại cái ben này. Tình yêu là đáp trả tình yêu, con giật quanh đây cái ben là tự nhiên nó trả lại cái ben. Thì khi con muốn giúp người ta cái ben thì người ta sẽ giúp lại con liền. Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói là hãy cho thì sẽ được cho lại. Thì cha dạy con ba chuyện vậy: trong quá trình ở phòng khám, trong quá trình điều trị và ở tại nhà trọ, phải nghe lời ban diện chẳng tìm đóng. Cãi lời ban diện chẳng là ta không nhận mình, con tự đuổi con, ta không nhận mình nữa. Lúc này đây cha sẽ viết về cho cha xứ một cái thư là do bởi là chị Nguyễn Thị Huệ này không nghe lời ban diện chẳng nên chúng con chữa bệnh cũng hết. Chắc chắn con không nhận được cái lá thư này trên tay, mà thư này sẽ đi bằng đường bưu điện. Còn nếu con trị hết bệnh rồi, con sẽ cầm cái thư tay về. Còn nếu con đào mũ là cha sẽ gửi thư đường bưu điện. Tại vì cha xứ con sẽ trách cha, tại sao con gửi con chiên vô cho cha mà giờ cha cho nó về như vậy mà con không biết. Vậy nếu con đào mũ là cha sẽ đánh một cái thư cho gửi đường bưu điện cho cha xứ con. Còn nếu con không đào mũ hết bệnh, con sẽ cầm thư tay về cho nó vinh quang nha. Đó là những điều cha nói. Khi đó con ở phòng trọ, con ráng yêu thương mọi người để mọi người yêu thương con lại. Khi đó con ở phòng trọ, con ráng cố gắng, con hòa đồng với mọi người. Vì bên đó đạo Chúa nhiều lắm, đạo Phật cao đài thì ít nha. Đó là những lời chân thành của cha gửi đến với tụi con trong ngày nhận bệnh này. Vậy tụi con có ý kiến gì nữa không? Cha là con. Nhất trí không? Nhất trí ha. Nãy giờ cha nói con nghe được hết phải không? Con nghe. Con đồng người đồng lòng hết phải không? Cha nói có gì khó nghe không? Dạ không. Rồi nãy giờ cha nói có gì khó nghe không? Không. Chị có gì khó nghe không? Dạ không ạ. Rồi, nhưng nếu cha lỗ hết rồi phải không? Dạ vâng. Thì cha mời bệnh nhân giao là hồ sơ này lại cho thầy Thanh và thầy Tâm nha. Rồi, bây giờ cha mời bệnh nhân đi theo ban diện chẩn này vô trong phòng khám nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.